Rồi, kênh Hoa Sứ Tây Ninh xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Rồi, chúc ngày mới vui vẻ, an lành và thật là nhiều sức khỏe nha mọi người. Bữa nay quay lại cái chủ đề về mấy cái cây sứ con gieo hạt nè mọi người. Đó, mấy cái này là hạt sứ lai tạo á, mình gieo nè. Cái này mới gieo nay khoảng trong vòng một tuần lễ luôn rồi. Đó, một tuần lễ mà nó lên thấy đã không? Lên đều răng hết luôn nè. Đó, bữa nay chủ yếu quay lên là để chia sẻ cho cô chú anh chị mình, cái mình gieo cái này là gieo trong cái rổ á. Tại vì mình thấy hình như là gieo trong cái rổ á thì tỷ lệ nó nảy mầm nó sẽ cao hơn, với lại nó không bị úng thối, không bị úng hạt á. Như cái hạt mà mình gieo trong những cái mà nó khó thoát nước quá thì mình tưới nước nhiều á, độ ẩm nó cao quá thì nó sanh ra nó sẽ úng hạt nha. Cái hạt nó bị úng á là nó không nảy mầm. Với thứ hai nữa, nó cũng giảm được cái sự mà bị thối thân nữa. Như cây của mình lên là nó bị thối thân nữa. Đó, mình gieo trong cái rổ như vậy thì thấy nó bảo đảm hơn nè. Đó. Cô chú anh chị mình có mua hạt á, thì mình gieo, mình kiếm mấy cái rổ như vậy nè. Cái rổ mà mình kiểu cũ rồi, mình xài, mình bỏ đi rồi hay gì đó. Mình lấy mình gieo hạt sứ nè. Đó, rất là ok. Một cái rổ như vậy gieo nó cũng được số lượng nhiều cây dữ lắm nha mình. Nè. Thấy không? Đã không? Đều răng hết luôn. Tại cái rổ thì nó gieo trong đây thì cái tỷ lệ thoát nước nó cao á, nó tốt, bởi vì nó không bị úng hạt. Nó mình gieo trong cái rổ vậy thì nó sẽ tốt hơn là mình gieo trong mấy cái mà tốt hơn là gieo trong mấy cái mà cái này nè, cái khay này nè. Mấy cái này là mấy cái dĩ mà ôm hạt á, mấy cái chỗ mà người ta bán mấy cái dĩ ôm hạt vậy nè. Mấy cái này thì cái tỷ lệ mình gieo thì nó không tốt bằng mình gieo trong cái rổ nữa. Ở đây cũng mấy cây sứ con gieo hạt nè. Nó thấy gieo trong cái rổ này nó cũng thấy nó cũng tiện lợi mà nó cũng hợp lý nữa. Bởi quay cho cô chú anh chị mình xem luôn. Đó, đây một số cây cây con mình mới chiết ra. Mình ví dụ mình gieo trong cái rổ này. Ví dụ mình gieo trong đây khoảng chừng 1 tháng rưỡi cho tới 2 tháng đi, mình thấy cây nó phát triển tốt rồi, nó bự rồi, nó khoảng 5-6 lá rồi là bắt đầu mình chiết ra. Mình chiết ra chậu nhỏ mình trồng. Đó, mình mua mấy cái chậu nhỏ nhỏ rồi á, ở nhà mình trồng số lượng ít thì mình tận dụng mấy cái ly mũ đó. Mấy cái loại ly bây giờ mà ta bán nước rồi, bán trà đào rồi đó. Mấy cái ly đó, đó nhỏ nhỏ hơn một chút mình trồng. Còn đây là mình sử dụng rồi nè. Như cái này là cái ly mấy cái ly mũ nè. Mấy ly loại nhỏ như ly cà phê, ly nước mía rồi đó, mà cái loại nhỏ nghe, đừng có loại lớn quá, loại nhỏ thôi. Tại mình trồng cái này á, nhưng mà lưu ý cái này á, trồng cái ly này là phải dùng theo cái lưới của mình nè. À. Như cái này mình làm là cái loại lưới B40 á. Đó, lưới B40 thì mình cái mình trồng bằng cái ly này thì rất là tiện lợi luôn nè. Cái này mình chỉ cái việc nhét xuống cái lỗ là xong rồi, là nằm im đó. Chứ mình để cái ly này mà mình trồng lên mấy cái chỗ mà bằng phẳng thì mình để nó rất là dễ lật nha. Nó chỉ thích hợp cho mình dùng cái lưới B40 này thôi. Đó, dùng cái lưới B40 này nó cũng tiện lợi nhưng mà nó được nó thất bại một cái là sao? Ví dụ mình để cái chậu lớn á, mình để ở trên á thì cái độ bằng phẳng của nó không được bằng phẳng nha. Nó ưa bị chinh. Đây là mấy cây con gieo hạt không á, hạt lai tạo. Ở trên này là cái lớp mấy cây này là cây lớn hơn một chút. Đó, lớn hơn một chút mình cho nó lên trên nè. Còn cây này cây độc biến lá cẩm thạch rồi. Độc biến lá cẩm thạch. Cây này hôm hổm mình có chụp hình mình đăng lên cộng đồng á. Nay nó bự được vậy nè. Mấy cái cây độc biến thì nó khó sống lắm. Nó rất dễ bị úng thối luôn á. Mình gieo hạt thì thường thì mình gieo có thể 100 hạt thì nó có thể là có mấy cây cả đột biến như vậy nè. Nhưng mà tỷ lệ nó sống được rất khó. Rất là khó sống. Ví dụ một mình 10 cây như vậy thì sống giỏi lắm được chừng một cây một thôi. Cũng khó lắm. Mấy cây này mấy cây đột biến lá cẩm thạch không nè. Như nó như mấy cái mầm trắng trắng cái đọt trắng vậy là mấy cây đột biến. Rồi cái mùa này nó quá chừng sâu luôn á, mùa này sâu nhiều lắm nha. Mình trồng sứ mình lưu ý nha, mình ra mình theo dõi thường xuyên nha.
dù mình trồng số lượng ít á, thì mình ra mình giặt mình kiếm mình bắt nó cũng được, rất là dễ luôn. Nè, mình chỉ cần dòm thấy cái lá nào mà nó có bị đốm 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 vậy nè, đốm đen vậy nè, đó, giờ là biết chắc chỗ đó là nó có con sâu ở chỗ đó rồi, giặt ngay đó là nắm đầu nó rồi, chứ không đi đâu hết. Ở đây một cái mấy cây lớn hơn nè. Đó, còn anh này anh rể cái rể sứ nè, Mãnh Long Thiên Sứ nè mọi người. Mình đặt cho nó cái tên là Mãnh Long Thiên Sứ nè. Đó, ghép bo nó nay lên mạnh nè. Còn đây là mấy cây này nó bự hơn nữa. Rồi cảm ơn tất cả cô chú mình đã xem nha. Chúc tất cả cô chú anh chị em mình thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại lần sau nha mọi người.